Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny. Hiện tại thì Sunny đang có mặt tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, sát bên bờ sông Cà Ti, thành phố Phan Thiết. Hình ảnh trước mắt các bạn đó là cây bông giấy, được cho là rất hot trên các mạng xã hội hiện nay. Được cho là cây bông giấy khủng nhất Phan Thiết, Bình Thuận cũng như Việt Nam mình các bạn ạ. Hiện tại thì có rất nhiều bạn trẻ đang đến check in ở cây bông giấy này. Các bạn có thể thấy cây bông giấy này có tán rất là rộng, phủ hết cái tòa nhà, có thể đến gần 15 mét các bạn ạ. Theo mình được biết thì chủ nhà đã trồng cây bông giấy này khoảng hơn 13 năm trước, và hiện tại thì tại khu vực này là khu vực một quán cà phê các bạn nhé. Các bạn có đến tham quan du lịch thành phố Phan Thiết thì các bạn có thể đến với cây bông giấy này, chúng ta check in chắc chắn các bạn sẽ có những bức ảnh rất đẹp và thú vị. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.